các bạn. Như đã thấy thì ở đây mình đang trên tay hai cục Rubik Mini. Hai cục này đều đẹp và thích hợp để chúng ta có thể tập one hand nha các bạn. Vậy hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu và so sánh coi là ai thì nên mua em Vogue và ai thì nên mua em UMF nha. Bây giờ giới thiệu sơ qua thì cái em này là em The Vogue. Đến từ hãng WeJ, hay là đọc đúng là WeJ á, thì WeJ là một cái hãng sản xuất Rubik. Theo mọi cái cấp độ, nó có những cái loại Rubik cho beginner, những loại Rubik giá rẻ. Đặc biệt là cái cục WeJ Warrior W thì chỉ có giá là 50.000 chẳng hạn. Hoặc là những cái cục như là nó lên tầm cao hơn một xíu thì là những cục như Thunder Club. Rồi lên cái cao cấp nhất của WeJ thì là em Vogue. Đây là The Vogue. Em này mình thấy cũng rất là tốt nha. Xoay ok. Em này còn có bản limited nữa, với lại có bản sticker nữa. Nhưng mình lựa stickerless. Còn bản limited thì mình không có săn được, tại vì mình chơi Rubik quá là trễ. Những năm có nhiều limited thì là năm 2017, 2016, 2017. Em này là em mua UMF, xoay rất tốt. Mình cảm giác là như tốt hơn The Vogue. Nó đạn mua U. Mua U là một hãng sản xuất Rubik cũng rất là tốt luôn. Như là những cái hãng mà cho beginner như là mua U Milong, mua UMF. Hay lên cao hơn một xíu thì sẽ là mua U GTS, dòng mua U GTS. Hoặc là mua U WRM là World Record. Mình ai đẹp hay sao á, mình nói vậy. Thì đó là dòng rất là cao cấp của Moyu. Nhưng mà cái cao nhất đó mình thì vẫn là Gan, và nó cũng là men chiếu của mình. Và so sánh về màu sắc thì đây, màu đỏ nè, vàng nè. Vàng của em này thì hơi nhợt nhạt, và neon á mình không thích lắm. Cam, xanh dương, xanh lá. Màu sắc thì mình thấy em nào cũng đẹp. Suy cho cùng thì mình nghĩ nếu thích thì các bạn có thể lựa hết hai em và mua luôn. Còn nếu mà các bạn thích những cái loại dạng Rubik thì nó các bạn thôi mua một em thôi, thì mình khuyên em mua The Vogue. The Vogue chất lượng mình cảm thấy tốt hơn, size cũng ok hơn và dễ hơn nữa. Em nó size rất là tốt, và nhưng mà có điều thì mình xài lâu á, nó hết lúp rồi, nên bữa nào mình cho lúp vô với lại ốc nó hơi lỏng thì mình sẽ vặn lỏng ốc nữa là xài ok à. Còn em này thì ốc đã vừa khi mà mình mới mua về rồi nè, mà mình cũng không có cho lúp thêm, nhưng mà em nó xài rất là ok. Nếu mà xét về bên bề ngoài thì mình thích em Vogue hơn, nhưng xét về chất lượng thì mình thích cả hai. Nhưng mình nghĩ nếu các bạn cần bề ngoài thì chơi Vogue, còn nếu các bạn cần mà kiểu mới mua về là đã xài được liền và không cần phải chỉnh sửa edit các thứ thì nên chọn em này, tại vì nó đã tốt sẵn như từ lúc mua về rồi. Còn nếu mình thì mình chọn cả hai, tại vì mình đã có cả hai rồi, giờ mình có chọn nào thì mình cũng đã có rồi mà. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video sau nha các bạn. Bye.